Ngày 27 tháng 4, báo Ninh Bình phối hợp với tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bùi Ngọc Quang, tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Ninh Bình, Trịnh Như Lâm, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn. Công tác phối hợp giữa báo Ninh Bình và tỉnh đoàn Ninh Bình tập trung vào các nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo Ninh Bình, các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng nhà nước và của tỉnh đối với thanh niên, các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm thông tin sai trái, xuyên tạc về tổ chức đoàn và các phong trào hoạt động của đoàn chú trọng tuyên truyền nhân rộng gương thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng riêng trong năm 2022 tập trung tuyên truyền cao điểm cho công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai đại hội đoàn các cấp và đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh ninh bình lần thứ 14 nhiệm kỳ 2022-2027 thu hút sự quan tâm của xã hội về sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức đoàn bên cạnh đó hệ thống tổ chức đoàn các cấp tích cực tuyên truyền để đông đảo cán bộ đoàn viên hội viên lựa chọn theo dõi chia sẻ like các thông tin đăng tải hàng ngày của báo ninh bình trên các tài khoản mạng xã hội thuộc hệ thống tổ chức đoàn và tài khoản của cá nhân trên facebook zalo youtube tiktok góp phần từng bước tăng tỷ lệ độc giả trẻ của báo ninh bình phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên báo ninh bình tiếp cận cơ sở tuyên truyền hiệu quả kịp thời các nội dung trọng tâm đã đặt ra Hội nghị nhằm triển khai công tác thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội đoàn các cấp về công tác tư tưởng, văn hóa, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Kết luận số 29 ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Ban Bí thư khóa 11 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tăng cường sự phối hợp giữa báo Ninh Bình và tỉnh đoàn Ninh Bình trong công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của tổ chức đoàn, đội, hội nhằm khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ đoàn các cấp tham gia phát triển người đọc báo Ninh Bình, qua đó tạo thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tiếp cận, theo dõi, tiếp nhận góp phần lan tỏa các thông tin chính thống tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào hoạt động của đoàn. Tại hội nghị lãnh đạo báo Ninh Bình và tỉnh đoàn Ninh Bình đã thống nhất nội dung và triển khai ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2025.